Đất này ở Mỹ là mọi người biết mấy giờ không? 11 giờ rưỡi rồi quý vị. 11 giờ 20 rồi đó. Biết Việt Nam giờ này mấy giờ ta? Ngày đất này thì nghe mới rảnh để like nè mọi người. Tăng tăng nay cuối tuần biết ai coi không ta? Nguyễn Thị Khánh nha. Sao hôm nay Nga live khuya mọi người biết không? Tại hôm nay Nga đi tập kịch chứ Hoài Tâm. Ngày mai đi diễn rồi nên là phải đi tập kịch, tập mấy tiếng hồ luôn, khuya mới về. Nên giấc này mới ngồi live stream được với mọi người đây. Lê Diệp, Pi Pi Gus, Linh Đoan, ai nữa đây, Luna Trần ha, Mai Hương, Mai Hương chào chị Nga, Thanh Thúy. Hy vọng là mọi người chị yêu ơi, trời, Liên Kim ghiền Thúy Nga lắm, ngày nào không live stream là hỏi chị ơi sao chị không live stream. Chích Nguyễn, hai Thúy Nga, Trọng Tấn nè, chào buổi chiều vui vẻ. Âm thanh bên chị hơi bé, ủa là âm thanh nghe hơi bé hả mọi người, để nghe nói lớn lên nha. Trăm Tô nè, trời ơi âm thanh bị bé hả mọi người. Đợi em xíu coi. Bé lắm hả mọi người? Em xíu nha. Đây cả nhà ơi, Mỹ Linh watching nha. Nga quay, ông mê gái trẻ Việt Nam đi Nga ơi, idol gọi tên em. Feel good gì đây nè, chuột chuột watching nè. Rồi ai nữa đây? Âm thanh good, Đào Nguyễn, thank you Đào Nguyễn, 2 giờ 20 rồi, còn 8 nữa hả? Thì giấc này chị mới, tại chị nói nhỏ đó chị, bây giờ chị nói lớn rồi nè mọi người. Đó, mọi người chào chào chị lâu ngày quá. Ở Nguyệt Cát là âm thanh ok rồi nha. Lưu Hà, Nguyên Nga watching nha, con chào idol tuổi thơ của con. Chi Lê, hello 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 cả nhà. Hà Trương watching, tang 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 tang. Hello chị yêu ơi, chào chị Thúy Nga. Hello, cho chị bé heo hả? Chị bé heo đang coi hả mọi người? Phải Phương Loan là chị bé heo không? Mọi người ngó giùm nghe cái coi. Hương Nguyên, trời ơi chị bé heo ơi, vừa rồi là em làm cái clip với chị, bây giờ khán giả yêu cầu là chị phải lên live stream với em nữa nha. Mọi người khen chị dễ thương quá trời kìa. Đào Quyền, Quách Trinh, Diệp Diệp. Chào Thúy Nga Danh Hà. Chào chị Trang Nguyễn đang watching nha. Thì thôi giờ mình vô vấn đề, mai chị đi show tầm này cái gì đó, chưa có kịp coi cái gì đó là mai chị đi show gì đó, hình như là chắc chị bé heo nhắn thì phải. Chào cô Thúy Nga yêu nha. Trời, chưa có kịp đọc tin luôn á, ai đọc viết lại cái sớ cho Nga coi có phải là chị bé heo. Hello chị Thúy Nga xinh đẹp dễ thương tuổi thơ đáng yêu của em. Hello, chúc chị luôn vui vẻ nè, chị yêu ngày cuối tuần vui vẻ nha. Thái Hà watching, chúc Thúy Nga đẹp mãi đỉnh. Thúy Nga thank you cả nhà. À, ngày mai chị đi show trở về live stream ha. Rồi, trời ơi, thank you chị bé heo nhiều. Chị bé heo muốn live stream với Thúy Nga nè. Ngày mai đi show, á cha cha. Ngày mai đi show nhớ live stream nha. Anh Đăng Nguyên idol của em à. Em muốn quay anh Đăng Nguyên hả? Kim Nguyên watching nha. À mọi người là nói ngày mai Nga đi show phải quay Đăng Nguyên dễ thương quá chị ơi. Em xem chị Nga tối ngày luôn. Ngô Ngọc đẹp bay vũ watching. Hati Miley nè, chị ơi rủ bé heo. Chị ơi rủ bé heo cái gì đây nè. Con vừa ngủ dậy thấy cô like, chị bé heo qua like cho vui hả? Thu Chè, Lê Minh Thư nhớ đi show nhớ quay nha chị Liên Kim. Thì đây cả nhà ơi, thôi bây giờ mình vô vấn đề cho lẹ đi.
Thì là đây là hôm nay là Nga sẽ đập hộp cái thùng này nha mọi người. Đó, cũng không cần đập nữa mọi người. Tại vì cái này là sáng nay Nga đã gỡ ra rồi. Tan 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 tan, mọi người biết cái này không? Nhãn Hawaii mọi người. Có nghĩa là tuần trước đó là Nga à, có nhiều người order lắm mà Nga không có hàng để ship. Thì bây giờ là tuần này mới về sáng hôm nay nha mọi người. Thì đây là cái thùng nhãn. Thùng nhãn Hawaii 10 pound nha quý vị. Dẫn cái giá cũ bữa hôm ha. Đây mọi người. Ta. Thấy sợ quá rồi cái gì vậy? Ai nhắn cái gì vậy không hiểu. Đây mọi người, đây là nhãn Hawaii nha mọi người. Đây là 10 thao, thùng này 10 thao nha. Nhãn vừa về rất là ngon nha mọi người. Ngon lắm bà con. Đây, để nó khui ra nó ăn nha mọi người. Nó về lúc hồi trưa nay nè. Nga sẽ cắn mở vừa xem nha. Đó, nhãn Hawaii nha mọi người. À, về cũng rất là ít nha mọi người. Đợt này không biết sao nhãn không có nhiều như ngày trước nha mọi người. Đây, nhãn Hawaii. Siêu ngon luôn. Đây mọi người, nhãn cơm dày mà hột nhỏ nha. Đây là có món hàng mà bữa giờ Nga nợ nhiều người không có nhãn để ship. Thì qua tuần thứ hai á, bắt đầu những cái đơn hàng nào mà Nga thiếu á thì Nga sẽ ship. Thực ra là Nga cũng thiếu cũng khá nhiều mọi người, nên là bây giờ bao nhiêu một thùng, không có free ship nha. Một thùng này á ship là 30 đô nha mọi người. Có nghĩa là một thùng nhãn này 10 pound ship 30 đô. Chút xíu nữa Nga sẽ có một cái món này là mọi người ship kèm vô nữa là tổng cộng có 40 đô thôi. Mà lại cái này là mọi người sẽ rất là thích nè. Người làm bếp thích nội trợ sẽ rất là thích. Một thùng này 90 đô quý vị, rất là ít, không có nhiều. Tại vì thứ hai Nga phải trả nợ đơn khá nhiều, nên là bây giờ thứ bảy chủ nhật này Nga không có hàng nhiều để bán đâu. Tại bữa hôm đó là Nga ưu tiên cho mọi người ở Cali mua, em muốn hẹn hò với ẩn cơ quá chinh. Thì bây giờ là nên là thứ hai thì Nga sẽ ship trả nợ đơn. Trời ơi ngon quá đi. Phạm đây nè, đây là nhãn Hawaii mọi người. Thấy không, cái này tập kịch xong hoài tâm rủ Nga đi ăn, Nga không dám đi ăn. Nga về đây Nga ăn nhãn. Tại hồi sáng, hồi trưa nhận hàng rồi mà chưa có kịp thưởng thức luôn. Chỉ mở ra cái thùng khui ra coi thôi. Thì bây giờ mới là mới có thời gian để trải nghiệm nha mọi người. Đây mọi người, thùng nhãn siêu ngon luôn. Những người nào mà bữa giờ cứ hỏi nghệ sĩ Thúy Nga, người chị yêu nhất, dễ thương ha. Mọi người ơi, nếu mà mọi người mà liên lạc với nhãn á thì hãy nhắn tin 279-279-8989 nha. Nhãn đợt này nó còn to hơn đợt trước nữa quý vị. Nó còn to, nó còn ngon hơn nữa luôn á. Ăn vài trái cho mọi người coi nha. Nhãn ngon không? Siêu ngon mọi người. Bây giờ quên, ai ăn cái nhãn hãy nhắn tin 279-279-8989 nha. Nhắn tin cho Thúy Nga nha mọi người. Ngày mai Nga đi diễn rồi, nên có thể là buổi trưa bắt đầu chiều Nga đi rồi, nên là mọi người mà không liên lạc được với Thúy Nga thì mọi người có thể nhắn tin vô cái số này là số anh siêu nhân nha mọi người. Anh Nhân 714-653-8028 nha mọi người. Anh Nhân là 714-653-8028. Còn số của Thúy Nga là 279-279-8989 nha.
Đây thì để giờ Nga tính coi cái phương án coi. Nhãn ngon quá, để ăn cho nó đã nư quá. Nửa đêm không ăn gì ngoài ăn trái cây. Ăn gì cho bớt mập bà con. Thì mọi người nhớ rồi đó, cái đợt trước nghe nói á, nhãn á là khi mình gỡ ra như vậy nè, mình pha cái trà đào này quý vị. Cái trà đào Koji này nó một hộp có 18 gói. Mua lẻ thì có 5 đồng một hộp thôi, mà mua 5 hộp á thì có thể là chỉ có 20 đồng thôi quý vị. Thì mình pha cái nước ấm vô một cái gói trà, xong mình lột cái nhãn này bỏ, thay vì mình bỏ quả đào cũng được, mình bỏ nhãn này thì ngon hơn, là nhãn nó tươi hơn mọi người. Thì làm một cái thùng nhãn gì 10 phao, quý vị có thể bỏ thêm cái trà Koji này vô. Trong này nó thấy bỏ được 3 hộp đó mọi người. Bỏ được 3 hộp này nè. 3 hộp này mình ship free quý vị, thì mình không có tính tiền cái hộp trà này, nhưng mà mình chỉ tính thùng nhãn vô thôi. Là 3 hộp như vậy là 15 đô nữa. À, rất là rẻ nha mọi người. Còn nếu mọi người mà mua 5 hộp đó, thì có thể là Nga sẽ xé cái này hộp này ra, Nga bỏ trong này. Thì đây là 5 cái hộp, đây là cái hộp trà Koji mà để bỏ vô với đào, với lại nhãn, ăn rất là ngon mọi người. Nhãn thì một thùng như vậy là nó 10 thao nha bà con. Rất là tươi nha, mà to nữa, quả cơm dày, mà hạt thì lép nha mọi người. Nay Nga có 2 cái món mà đập ra, đảm bảo sẽ rất là nhiều người thích nha. Bây giờ tiếp theo là cái gì đây? Sau cái nhãn Hawaii rồi thì Nga sẽ giới thiệu tiếp một cái này cho mọi người nè, đảm bảo mọi người sẽ rất là thích. Cái này là dành cho những người thích nội trợ nhưng mà làm biến á quý vị. Làm biến có nghĩa là làm biến pha chế, làm biến phải đứng bếp lâu mọi người. Thì là cái này là nó có sẵn, mà cái này của sản phẩm này cũng Nga có lâu rồi mà bữa giờ Nga quên giới thiệu mọi người. Tại vì mọi người biết không, nó quá ít. Có nghĩa là Nga có khoảng hình như là có 8 hộp này, mà trong mỗi hộp nó có 2 hộp thôi. Có nghĩa là cái sản phẩm này Nga không có nhiều, nhưng mà Nga muốn giới thiệu để cho mọi người biết. Đây là một trong những cái sản phẩm mà những bà nội trợ rất là thích. Trong này ha, để Nga khui ra ha. Nó có 3, có 3, có 20, có mấy chục hộp mà gia vị quý vị. Này nêm nha quý vị, nêm nếm. Coi như là họ đã ướp sẵn rồi. Thì trong này khi mình mua một cái này quý vị, là mình sẽ được tặng một cái tạp dề. Gungon chuẩn vị nhà hàng, coi như là những cái này họ nêm nếm chuẩn vị của nhà hàng luôn quý vị, mà giá siêu rẻ nha. Hôm qua mọi người thấy không, Nga mua một cái hũ ớt muối tiêu đó, cái một hũ muối tiêu thôi chấm chéo vậy đó mà đã 8 đô rồi, mà chị bé heo nói là ở đây bán tới 15 đô lận. Thì có nghĩa là trong này á mình sẽ có 3 24, đừng Nga đếm coi, 2 2 4 6 8 10 12, đâu được coi 2 nè, 4 nè, 6 8 nè, 10 nè, 12 nè, 13 nè, 14 15 16 16 cái lọ này, 16 cái hộp nêm nếm này, và có một cái trà gừng quý vị 100%, mà có 16 gói quý vị trà gừng để uống cho ấm bụng nha. Thì ở trong này á, nó có 16 cái chai để mà nêm nếm, mà lại giá rất là rẻ mọi người. Đó, trước tiên là chúng ta sẽ có cái chai muối xả ớt quý vị. Muối xả ớt là có thể để ăn trái cây ha, hoặc là khi mà mình nướng cá hồi quý vị, mình rắc lên đây. Và trong này cái chai này á, nó cũng vừa xinh quý vị, là mình có thể để trong bếp một cái kệ là có mười mấy chai như vậy, mình để dọc đó. Thì trong này nó có cái công thức và cái cách để mình làm gì, mình ăn cái gì. Thì Nga thấy là sẽ ăn trái cây hoặc là mình nướng cá hồi quý vị, mình rắc lên rất là ngon, không có ướp nhiều. Và tiếp theo là cái gì mọi người biết không,
Wow, đây là muối tiêu lá chanh nha quý vị. Muối tiêu lá chanh này để làm cái gì? Có nghĩa là mình sẽ thịt gà luộc. Trời ơi, chấm lên xuất sắc mọi người. Muối tiêu lá chanh này mình chấm với lại gà luộc nha mọi người, rất là ngon ha. Rồi đây là những cái sốt gia vị quý vị. Sốt tiêu xanh nè, sốt tiêu xanh để mình ướp vô thịt. Thịt bò để mình nướng hoặc là những cái món gì trong này là họ có ghi hết, mà tại vì Nga chưa có thời gian để Nga đọc của mọi người, ban ngày thì đọc nó sẽ rõ hơn đó. Một cái chai như vậy là nó đã có cái gia vị sẵn hết rồi, mình chỉ đổ vô, giống như là mình đi chợ Hàn Quốc của mọi người, mình mua một cái chai của nó đó, nó ướp nó có gia vị hết rồi, coi như mình chỉ mua cái miếng thịt bò mình đổ vô mình ướp lên thì cái vị của cái Hàn Quốc. Còn cái đây là cái vị ướp đậm đà của Việt Nam quý vị. Cái này là sốt tiêu xanh nha quý vị. Ồ, mà cái giá rất là bất ngờ và rẻ nha mọi người, không có đắt đâu. Và đây là sốt ướp hải sản quý vị, sốt ướp hải sản nha, mình ướp hải sản, ướp tôm, ướp cái gì đó, những cái món mà mình thích xong mình nướng ha. Để coi coi, sốt ớt chanh mơ rừng. Trời ơi, sốt ớt chanh mơ rừng quý vị. Là cái sốt này để mọi người biết không, cũng là chấm gà luộc nè, hay là cái gì luộc đó, hải sản luộc thì rất là ngon ha. Rồi, này là sốt ướp BBQ vị kim chi với mọi người. Sốt ướp BBQ mà kiểu Hàn Quốc nhưng mà có cái vị kim chi trong này luôn. Đó, rất là ngon. Không phải là mình ướp thịt bò không, mà mình có thể mình ướp tôm, ướp cá, ướp này ướp kia mình nướng cũng được mọi người. Trời ơi, wow, ở đây mọi người. Còn đây có cái muối tôm quý vị, muối tôm này là để ăn với trái cây nha. Trời ơi, quá trời luôn. Đây, này là sốt ướp BBQ vị tiêu xanh. Tất cả các nước sốt này rất là ngon mọi người, nó có mùi, có vị và nó đậm đà hết rồi, mình chỉ bỏ đồ vô thôi. Nếu mà mình kỹ thì mình đập thêm một ít hành tỏi, mình giả vô mình ướp thêm nữa thì Nga nghĩ nó sẽ ngon. Mình nêm nếm thêm một cái tí kiểu của mình á. Sốt cay vị Hàn Quốc. Đó, sốt cay vị Hàn Quốc, cái này là có để làm cái gì ta? Sốt cay vị Hàn Quốc này có nghĩa là có thể là mình cũng ướp hoặc là mình chấm một cái món gì đó quý vị mà mình thích nha mọi người. Cái này Nga chưa có đọc kỹ nhưng mà Nga thấy là nó rất là nhiều cái tính năng. Rồi, này là muối tiêu Kim Quốc mọi người. Cái này là trên này là thấy là chiên trứng họ rắc lên cũng ngon, và để ăn thịt gà luộc chấm cũng ngon nha. Rồi, cái này là sốt ớt ha ba nan cái gì ha ha ba nero sốt ớt Hanabero nha quý vị. Còn cái này nữa đây, sốt Kim Quốc mơ rừng quý vị. Đó, sốt ớt Kim Quốc mơ rừng. Trời ơi, nhiều nhiều cái sốt rất là ngon mọi người. Sốt chua ngọt vị Hàn Quốc quý vị. Sốt chua ngọt vị Hàn Quốc, sao thấy có cái trái chanh dây trong này. Có nghĩa là khi mà mình ăn mọi người, mình phải lắc cái chai này lên nha mọi người. Đây. Và đây là sốt ướp BBQ vị truyền thống. Cái này là vị truyền thống, cái này là chắc là BBQ mà vị truyền thống mà của Hàn Quốc các mọi người. Đừng nghe coi coi. Ở trong này nó có nhiều chất, là nhiều thành phần lắm quý vị. Có đường, nước nè, mắm nè, dầu thực vật tinh luyện nè, dầu cọ nè, hoặc dầu đậu nành nè, và dầu đậu nành nè, muối nè, hành nè, tỏi, mật ong nè, tinh bột nè, biến cái gì biến tinh nè, cái gì đây sả, có cái gì nữa, ủa phải không, dầu mè, tiêu, chiết xuất nấm men nè. Wow, rất là nhiều chất quý vị, nhiều rất là nhiều thành phần, nên bởi vì mình cái này là họ đã có pha chế sẵn rồi, mình chỉ bỏ vô thôi mọi người. Còn cái này là cái gì đây? Wow, cái này là mọi người biết cái gì không? Sốt ướp gà nướng mọi người. Trời ơi, siêu ngon luôn mọi người ơi. Này là sốt ướp gà nướng nha, rất là ngon nha. Rồi cái này là cái gì nữa đây? Cái này là muối tiêu Tinh Quốc, không biết Nga đã giới thiệu chưa ta? Ờ, cái này Nga giới thiệu rồi mọi người, giới thiệu rồi. Rồi, này là muối ớt, ớt này là muối ớt habanero nha quý vị. Đó, hình như là cái này Nga không giới thiệu rồi sao. Tổng cộng trong này là nó có 16 cái chai gia vị nêm nếm nha mọi người. Và một cái chai như vậy đó, một cái hộp như vậy đó mọi người, rất là to và rất là nhiều đồ. Có thể là những cái người nào mà thích nội trợ mà không có muốn mua những cái chai mà nó quá to, để lâu nó sẽ hư mọi người, thì mình nên mua chai này.
mà một cái chai này, một cái hộp như vậy á, em báo mọi người giá là choáng váng liền, tặng luôn một cái tập về nha, một cái tập về rất là đẹp. Và một cái hộp như vậy đó mọi người thấy không, mình đi mua một chai muối ớt không hoặc là chai gì nước tương nước mắm không đã là gần chục đô rồi, mà trong khi cái này tới 16 chai luôn, mà tổng cộng một cái hộp này có 60 đô quý vị. Wow, cái giá quá rẻ luôn mọi người, 60 đô. Cái này em để em xài cũng rất là lâu luôn á, xài quanh năm suốt tháng luôn. Và khi á mọi người mua một cái thùng nhãn tiền ship 30 đô, nhưng mà mình mua cái thùng này mình kẹp vô thùng nhãn mình ship với mọi người là tiền ship còn có 40 đô thôi. Có nghĩa là mình mua thêm một cái thùng này mình kẹp vô cái thùng nhãn á mọi người, là cái tiền ship của thùng này có 10 đô thôi nha, có 10 đô thôi quý vị. Có nghĩa là nó sẽ rất là rẻ. Còn nếu mình ship không, mình mua không một cái thùng này á, thì là cũng là thành là 30 đô rồi. Rất là nặng mọi người, nặng kinh khủng luôn. Có nghĩa là hai cái thùng này kẹp vô nó tầm khoảng 20 mấy, khoảng 25 pound quý vị. Nặng lắm chứ không có đơn giản đâu. Gần 30 pound cho em nó lộn, gần 30 pound. Có nghĩa là cái nhãn với lại cái sốt này mà kẹp vô với nhau á, thì là giá tiền ship chỉ 40 đô thôi, mà mua mỗi thứ một phần á, mà tách riêng ra mà không có mua chung á, thì là tiền ship sẽ là 30 đô một phần nha. Nhãn là 90, rồi tiền ship overnight á, là 30, là 120 nha. Đây, có thể liên lạc nhắn tin cho số điện thoại của anh siêu nhân 714-653-8028 hoặc là của Thúy Nga mọi người, ta 7 279 279 8999. Rồi khi mà mọi người mua thì có thể là kẹp vô những cái trà này nè thì sẽ free ship. Rồi bây giờ tới cái gì đây, thì Nga sẵn đây cũng giới thiệu là có thể là trong tuần tới thì là sầu riêng sẽ hết nha mọi người. Sầu riêng bây giờ là hiện tại Nga chỉ còn khoảng 30 thùng thôi chứ không có nhiều. Muốn có sầu riêng nữa thì cũng tầm khoảng 20 tháng 6 thì hàng từ Việt Nam mới nhập qua. Hiện tại là Nga cũng còn rất ít sầu riêng. Đây là hồi chiều Nga đi tập kịch nè, Nga nhờ mọi người khui ra và để trong ngăn đá. Bây giờ Nga ăn nè, mình không ăn cái gì hết ngoài ăn sầu riêng. Cái này cái đá tuyết nó còn mọi người, nên nhìn nó mọi người thấy không, thấy nó trắng trắng không, nhưng mà thực ra đó là cái bột đá tuyết đó mọi người. Mà sầu riêng này đặc biệt là để ngăn đá ăn rất là ngon. Wow, xuất sắc. Bí quyết của em mà không mập là nhờ gì mọi người biết không? Ban đêm ăn trái cây, không ăn tinh bột. Nên nhiều người cứ gặp nghe nó sao ở ngoài con gọn quá vậy, ở trên hình á nhìn con rất là mập, con gọn quá. Không biết là cái số lượng hàng này có còn đủ cho ship xuyên bang qua tuần không, tại vì bán vòng vòng Cali là cũng hết rồi. Nên ai mà có muốn ship xuyên bang thì hãy nhắn tin cho Nga để Nga giữ hàng liền nha, để Nga không có ship đi. Thì mua một cái thùng sầu riêng 30 pound, 130 đô, ship luôn là 170 đô, được tặng một hũ mãng cầu muối ớt nha, và được tặng một ô mai tắc gừng nha mọi người. Được tặng hai cái hũ mứt này. Coi bình luận không? Nãy giờ thấy mọi người coi không à? Nga lo nói quá. Bưởi á, bưởi cũng hết rồi nha mọi người. Thực ra cũng còn nhiều. Bưởi là vẫn giữ cái sale một thùng 30 pound. Chỉ có 150 thôi. Là luôn ship overnight á, luôn là 190 nha mọi người. Sầu riêng rất là ngon mọi người. Hay là nó bị đông đá đó. Nó
mình lấy cái bột đá rồi nó vàng như vậy đó mọi người. Đây là tiếp theo thì là em có cái gì đây mọi người, bưởi với mọi người, bưởi da xanh Bến Tre. Bưởi thì nó cũng có nhiều loại lắm, chứ không phải là bưởi nào cũng là bưởi da xanh. Bưởi da xanh nó có loại lai nữa quý vị. Nhưng mà bưởi da xanh này đúng nguồn gốc từ Bến Tre nên nó rất là ngon. Một thùng 30 pound, cái thùng mà sầu riêng 30 pound thì nó có khoảng 4, 5 hoặc 6 trái, nhưng mà cái thùng mà của bưởi thì lúc nào nó cũng có từ 7 tới 8 tới 9, 11 quả. Và một thùng như vậy có 150 thôi quý vị. Mà nghe thấy đợt hàng này á thì là 7 với 8 quả nhiều mọi người. Bưởi da xanh á ở Mỹ thì được cái là nó rất là giòn. À, ở Việt Nam nó rất là giòn và nó ngọt. Và nó ăn rất là ngon đó mọi người. Khi mọi người mua một thùng bưởi da xanh á thì được tặng một hũ ô mai tắc gừng với lại một mảng cầu muối ớt và một chai dầu Thái Lan, dầu hít. Sắp hết rồi mọi người, thật ra là bưởi cũng sắp hết mà cái dầu này cũng sắp hết, mà cái dầu này nó siêu tốt luôn đó. Nghe bán một hũ là 8 đô, nó mua 2 hũ là 15 đô. Nhưng mà đa phần là Nga thích tặng cho mọi người nhiều, Nga để dành để tặng mọi người. Tại cái dầu này nó đến mùa hè nó cho những cái người mà bị trầm cảm nè, bị allergy nè, bị nhức đầu thì lấy ra hết một cái chai dầu này mình hết, có thể hết được cả năm luôn mọi người. Mà nó cái mùi nó có 15 vị dược thảo, hết nó rất là tốt và nó đỡ nhức đầu. Và vừa rồi chị Thoa chỉ bị Covid cho mọi người mà chị hết cái này mà cũng đỡ lắm. Nên mọi người mua bưởi một thùng 150 sẽ được tặng hai loại mứt với dầu, không là cái combo tặng không cũng là 20 đô rồi nha. Rất là ngon mọi người. Cái mứt mãng cầu muối ớt này nè Nga tặng để mọi người rất là thích. Đây một trong những cái loại mứt mà về mứt mãng cầu mà người nên là ăn thích đó. Ô mai tắc gừng này cũng rất là ngon mọi người. Mua bưởi là sẽ được tặng nha. Được tặng dầu, được tặng mứt. Nó siêu ngon nha mọi người. Sẵn đây thì Nga cũng kể những cái câu chuyện về buôn bán cho mọi người hiểu. Thực ra buôn bán online nó có cái lợi là mình được khán giả từ xa, hoặc là bà con người ta ủng hộ, người ta điện thoại qua online và ta đặt hàng. Nhưng mà thật sự nó cũng có nhiều cái rắc rối lắm quý vị. Giống như vừa rồi Nga có một cái trường hợp, thực ra là cũng không bao giờ bị, nhưng mà không biết cái trường hợp này không biết là do người ta không cầm phone với Nga hay là người ta cố tình người ta request lại với mình hay sao á. Có nghĩa là Nga bị khóa một cái gel quý vị. Ngày xưa Nga có một cái gel là cái gel đó là cái gel mà như là gel 7142666662 quý vị. Đúng rồi, cái gel đó là gel mà mọi người rất là thích, có nghĩa số dễ nhớ mà phải dùng gel. Bây giờ Nga phải dùng qua cái gel email là mọi người biết không, cái gel đó của Nga là nó bị khóa. Chỉ một cái lý do rất là đơn giản, có nghĩa là cái người này nè, bây giờ là Nga phải rảnh Nga tìm. Tại vì Nga mới vô hỏi nhà băng, Nga bận quá, Nga không có thời gian hỏi nhà băng. Như vừa rồi bắt đầu Nga rảnh Nga vô nhà băng, Nghe hỏi, ủa tại sao cái gel này của Nga nó bị khóa? Thì người ta mới nói là cái hồi mà ngày 6 tháng 3 lận. Có nghĩa ngày 6 tháng 3 là, mà tới bây giờ bắt đầu Nga mới đi vô nhà băng Nga hỏi quý vị. Tại vì Nga nhiều việc quá, Nga không có thời gian, Nga không biết tại sao cái băng mình bị khóa mà mình cũng có thời gian để mình vô mình hỏi. Thì hôm nay hôm qua Nga mới vô hỏi, Nga hỏi cái băng này gel, giờ Nga muốn mở ra lại thì làm sao? Thì Nga mới nói là không biết tại sao bị khóa. Thì họ bắt đầu mới họ đi tìm tòi, họ
Xích Lục thì họ mới nói Nga là Nga có một cái đơn hàng ngày 3 tháng 6 của một cái order Minh Nguyễn for Thanh Trà nha. Cái đơn này là từ Florida nha mọi người. Có nghĩa là cái gel này từ Florida, ví dụ như ở ở Việt Nam mình đúng không? Mình có thể trả tiền chuyển khoản qua băng, còn ở đây ở Mỹ là người ta chuyển qua Venmo hoặc Zelle. Thì là cái không biết cái anh cái chị này tên là Minh Nguyễn For Thanh Trà đó mọi người, thì mới mua của Nga một thùng sầu riêng. Có nghĩa là khi mà cái thùng sầu riêng á, người ta gieo cho Nga tiền á, thì Nga nhận cái tiền. Nga nhận cái tiền. Nhưng mà người này giống như là họ không có trả cái tiền này cho Nga mọi người, có nghĩa là họ không có connect cái tiền này vô. Nga thì Nga nhấn cái nút vô là Nga nhận cái tiền này, Nga thấy Nga nhận cái tiền này. Nhưng mà thật ra người ta lại không có, người ta không gửi cái chuyển cái tiền này cho Nga. Thì là nhà băng á, họ mới lóc luôn cái gieo này của Nga luôn. Họ nói là cái gieo của Nga có vấn đề. Nên là Nga hy vọng hôm nay á, Nga chia sẻ cái live stream này á, Nga hy vọng là cái người nhân vật anh chị mà tên Minh Nguyễn hay là Pho Thanh Trà đó, nếu mà nhận được cái tin này của Nga, tại giờ Nga ngồi Nga trích lục thì cũng sẽ rất là mất thời gian. Nên Nga hy vọng là khi Nga chia sẻ cái này nè, là cái anh chị đó đã mua cái thùng sầu riêng vào ngày 3 tháng 3 ngày 6 năm 2013 quý vị, mà Nga vừa ship cái thùng sầu riêng cho người ta mà Nga không được nhận tiền mọi người. Có nghĩa là Nga hoàn toàn không nhận được cái tiền sầu riêng đó, mà Nga phải giao cho họ một thùng sầu riêng nữa là quý vị biết không. Nga vừa bị mất 170, có nghĩa Nga lỗ vốn, mà Nga còn vừa bị khóa cái gel tài khoản của Nga lại luôn. Là cái gel nhà băng họ nói là cái gel của Nga có vấn đề. Bữa hôm họ nói cái gì đó mà Nga quên mất rồi. Có nghĩa là họ không có giống như là họ trả tiền rồi quý vị, xong họ báo nhà băng cái gì đó, có nghĩa là họ không có chấp nhận cái tiền này gửi cho Nga đó, cái kiểu vậy đó. Nga không biết dùng từ sao nhưng mà cái kiểu vậy đó, hình như là vậy đó. Nên là bây giờ là cái nhà băng Nga nó bị khóa lại luôn, và cái gel đó của Nga nó bị khóa lại luôn. Và Nga vừa mất thùng sầu riêng, vừa mất 170, vừa bị lóc cái gel lại luôn. Nên là hy vọng là cái anh chị nào mà tên Minh Nguyễn hay là Thanh Trà gì đó ở Florida đã gieo tiền cho Nga ngày 6 tháng 3 năm 2023, mà nếu như mà có gieo tiền cho Nga 170 nhưng mà Nga không hề nhận được, thì có thể gọi điện thoại là giúp cho Nga, giúp làm sao để cho khi mà họ approve lại cái gieo này cho Nga thì là cái nhà băng họ chấp nhận, họ sẽ mở lại cái gieo cho Nga để cái gieo của Nga có thể hoạt động được. Nên là nếu mà mọi người đã ủng hộ Nga rồi thì có thể giúp cho Nga để làm sao để mà Nga lấy lại cái gieo của mình thôi. Nga chỉ cần lấy lại cái gieo của mình thôi. Chứ thực sự ra khách hàng nhiều người họ cũng ủng hộ, nhưng mà cũng có thể cái anh chị này họ mua, họ không có kinh nghiệm, họ gieo tiền hay sao đó, họ làm cho mình vừa bị phải ship hàng sầu riêng cho họ, mà mình vừa phải bị khóa cái gieo, mà mình vừa không được nhận tiền. Mọi người thật sự tánh Nga làm á, nhiều lúc Nga không ẩu lắm. Nga thấy nhận gieo, nhưng mà thực ra cái chữ tiếng Anh nó khác mọi người. Khi nào nó có cái chữ send á thì là mình mới nhận được tiền. Có nhiều lúc á nó ghi là nó request lại mình, có nghĩa là mình hoàn toàn không nhận được tiền luôn. Nên là đôi lúc buôn bán nhìn gì chứ nó cũng nhiều vất vả đó mọi người, chứ không phải đơn thuần đâu. Nhất là những cái người mà hơi bị hấp tấp hay là hơi bị không có để ý rồi nhiều như Nga là hay bị lỗi lắm, bị mất tiền, bị cái này bị kia suốt à. Nhưng mà mình cũng rất là bình thường chứ cũng không phải ấy. Nhưng mà nếu mà có nhiều lần như vậy thì thực sự là mình thấy cái hành trình buôn bán mình nó cũng khá vất vả. Nên là mọi người phải thương và thông cảm giúp cho Nga, để mà cho Nga connect lại số điện thoại cho Nga là 2792798989, để Nga muốn nói chuyện lại với lại Minh Nguyễn và Thanh Trà làm sao giúp cho Nga approve lại cái gel này. Giống như là họ phải đồng ý trả lại cho Nga cái 170 đô này, thì có nghĩa là Nga sẽ mở lại được cái tài khoản gel của Nga đó mọi người. Bị khóa cái gel mấy tháng nay mà không có thời gian để mà check luôn á. Nên là Nga rất là cảm ơn. Nếu mà anh chị nào coi được cái video này thì hãy giúp cho Nga ha.
Nhà Nga cũng chưa lên trích lục, nếu mà Nga trích lục cái số điện thoại thì cũng sẽ tìm ra thôi, chứ không phải tìm ra. Nhưng mà thôi sẵn để mình nói trên live stream gì cho nó nhanh nó tiện, biết đâu có người nào đó họ họ coi thì họ hiểu thì họ sẽ giúp mình. Tại vì Nga cũng có nhiều chị khán giả rất là tốt cho mọi người, có nghĩa là khi mà họ gieo tiền cho Nga, Nga chưa nhận được, nhưng mà Nga vẫn báo là chị ơi em nhận rồi. Có nghĩa là Nga vẫn rất là hồn nhiên, Nga nói ôi chị ơi em nhận tiền, tại Nga thấy nó có hiện tiền lên trên cái tài khoản điện thoại của mình á, thì mình cứ đinh lên là mình nhận rồi. Thì họ mua hàng, Nga ship cho họ, 3-4 ngày hôm sau thì cái tiền đó nó trả vô nhà băng họ, họ vẫn điện thoại cho Nga, họ nói cô ơi, hoặc Thúy Nga ơi, hoặc con ơi, là cái tiền này cô gieo cho con nhưng mà con không có nhận được, họ lại trả vô nhà băng cô rồi, bây giờ con phải làm lại để cho cô gieo lại được cho con nha. Thì là Nga phải gửi một cái thông tin gieo khác, hoặc là làm cách nào để mà mở lại được cái gieo mọi người, để cho các cô đó gieo lại. Mà những cái người đó Nga rất là cảm ơn mọi người, có nghĩa là mình mua, mình ship hàng cho họ rồi nhưng mà họ biết là mình chưa nhận được tiền, họ gọi lại cho mình để bằng một cách họ nhận, mình lại nhận lại được tiền mọi người. Nga chỉ hy vọng là hôm nay á, Nga làm cái clip này á, thì các anh chị ở Florida đó, Minh Nguyễn hoặc Thanh Trà đó sẽ gọi cho Nga để giúp cho Nga mở lại được cái gieo của mình. Rồi Nga cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì hôm nay là cái live stream này Nga cũng làm ngắn gọn thôi chứ không làm dài, tại bây giờ là đúng 12 giờ đêm rồi. Và Nga hy vọng là khi mà Nga chia sẻ cái video này thì là mọi người sẽ ủng hộ trái cây với Nga nha. Trái cây bà Nga. Nga nhắc lại thì là có nhãn Hawaii nha, một thùng 10 pound. Có nghĩa là khi mình mua một cái thùng này, mình mua trà vô đây, mình bỏ vô đây để mình làm với trà, trà đào, bỏ nhãn vô mọi người. Mùa hè đến rồi, pha lên uống rất là ngon. Mình bỏ vô đây được khoảng 3 hộp. Đó. Rồi xong mọi người mua một cái thùng có 10 là 16 cái chai gia vị này nha mọi người. 16 cái chai gia vị luôn mà chỉ có 60 đồng thôi nha mọi người, mà đầy đủ tất cả các loại gia vị trên trời dưới đất luôn, rất là nhiều luôn. Nghe đếm lại cho chắc ăn cái coi, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 cái này. Nếu mà người nào mà sắp tới lễ qua rồi đây á, mà chồng của mình hay cha của mình hay là em trai của mình giỏi nấu ăn á, thì tặng cho họ để khuyến khích họ vô bếp họ nấu cho mình ăn đó quý vị. Đây là những cái chai gia vị cho những người rất thích vô bếp nhưng mà lười là lười pha gia vị quý vị, thì rất là nhanh. Có nghĩa là ví dụ như mình đứng mình ướp gia vị á, mình ướp một cái món ăn á, là mình phải nêm nếm này kia, mình mất thời gian rất là lâu. Nhưng mà đối với những sản phẩm này á, mọi người chỉ cần đổ vô để ướp, và nếu mọi người mà thích thơm hơn tí thì giả chút tỏi chút hành vô nữa là ok, thì mình sẽ có một cái món rất là ngon mà lại rẻ mọi người. Đặc biệt 16 chai này nè, tất cả các thành phần gia vị nêm nếm, mà còn tặng cho một cái trà gừng có 16 gói nè mọi người. Trà gừng uống ấm bụng á, mà một hộp như vậy có tặng tập về luôn. Trời ơi trời, có 60 đô à. Mà mọi người mua kèm với cái thùng nhãn thì cái tiền ship của cái thùng này có 10 đô nữa thôi quý vị, là cái tiền ship của thùng nhãn 30 đô, thêm cái tiền ship của thùng này nữa là có 10 đô thôi. Mà nếu mọi người mua cái thùng này only không á, thì tiền ship nó là 30 đô nha. Nhãn thì hiện tại rất là ít nha mọi người. Đó. Rồi mọi người mua sầu riêng nha. Sầu riêng hết rồi mọi người, thực ra Nga cũng không cần quảng cáo nhiều đâu, cũng còn có ít thùng thôi. Thì mua một thùng sầu riêng 33, 45, 45, 6 trái thì là 130 đồng. Chỉ có tặng ô mai tắc gừng và mãng cầu muối ớt nha. Rồi bưởi nha mọi người, bưởi cũng gần hết rồi. Một dĩa bưởi như vậy 150 đô, 30 pound, có 7, 8, 9, 10 quả đó. Rất là ngon, mọi người có thể để dành ăn lâu dài cũng được, không có bị hư. Mà để bưởi càng lâu càng ngọt, mình đừng có để chỗ nóng quá, mình để chỗ mát mẻ thì cái bưởi nó sẽ ướt.
và nó giòn và nó ngon, nó còn nước. Rồi nếu mình để cái chỗ mà bếp nóng thì nó sẽ làm khô bưởi, và bưởi ăn hết ngon. Mà nhất bưởi là mình để ngoài, mình không cần để trong tủ đá nha. Có nhiều chị khán giả sợ bưởi hư bỏ ngăn đá hư hết. Rồi mua một thùng bưởi sẽ được tặng cũng mứt mãng cầu, ô mai tắc gừng nha mọi người, rồi một cái dầu Thái Lan đó. Cái combo tặng này cũng 20 đô ha. Rồi nửa đêm em còn dân siêng năng bán hàng. Bưởi quá ngon mà, cái giò mà bưởi đỏ, bưởi da xanh. Cái hộp của gia vị này mọi người, có nghĩa là Nga có 7 thùng thôi. Cái hộp mà nêm gia vị là Nga chỉ có 7 thùng nha, mà mỗi thùng có 2 hộp, có nghĩa là Nga chỉ có 14 hộp thôi. Anh muốn cho những người nội trợ họ trải nghiệm, họ thích hay không, tại cái này nó quá nặng quý vị. Vừa bán vừa tặng để cho mọi người thử thôi, chứ cũng không phải. Nếu mà thật ra mà nhập cái này về bán giá cao hơn mọi người, cái bán giá này nó không có đủ cái tiền ấy đâu mọi người. Đây đây là số điện thoại của Thúy Nga, 279 279 8989 hoặc là 714 653 8028. Mọi người nhớ nhắn tin số này hoặc là số này nha. Ngày mai Nga đi diễn thì nếu gọi Nga không được thì có thể nhắn tin cho anh siêu nhân 714 653 8028, gọi thẳng cho anh cũng được. Còn không nhắn tin cho Thúy Nga 279 279 8989 nha. Những ai mà order nhãn của tuần trước rồi đó, thứ hai này Nga sẽ ship, nên là cái số thùng nhãn còn lại sẽ rất là ít nha mọi người. Có nghĩa là hiện tại là Nga có khoảng tầm 20-25 thùng thôi à. Mà cái ship đi trả nợ là cũng đã hết cũng cả chục thùng rồi đó. Nói chung cũng không có nhiều mọi người ơi. Đây, cái mình buôn bán nhỏ nhỏ, buôn bán chút chút vậy là vui là được rồi. Giờ khuya rồi, 12 giờ Nga xin phép tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Nga rất là nhiều trong những ngày qua về con đường buôn bán của Thúy Nga. Nga thì không thích làm cái gì lớn, làm cái gì vừa vừa nhỏ nhỏ đủ sức mình thôi, chứ thực ra ở đây một mẹ một con, rồi xung quanh thì cũng không có gia đình người thân nhiều, nhưng mà được cái mình cũng có bạn bè hỗ trợ xung quanh rất là giúp đỡ mình rất nhiều, nên là mình cũng 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 làm được nhiều cái việc để mà cho cái cuộc sống của mình nó khá hơn. Từ cái lúc dịch Covid tới giờ, bây giờ Nga mới nghĩ tới cái chuyện buôn bán mọi người. Từ ngày xưa không bao giờ Nga nghĩ. Nhưng mà cái Covid á, lúc nó làm cho mình công việc bị khựng này kia, tự nhiên mình lo thì bắt đầu mới tính ra cái chuyện buôn bán. Tính ra là từ cái chặng hành trình buôn bán của Thúy Nga bắt đầu từ mùa dịch Covid á. Thôi, xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Nhớ ủng hộ sầu riêng và bưởi nha. Sầu riêng hết rồi nha mọi người, không còn nhiều. Bữa cũng hết rồi nha. Rồi, Thúy Nga bye bye. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại nha.